Wi Ha-jun, anh cảnh sát đẹp trai tám múi trong Squid Game, sinh năm 1991, chưa có người yêu, hợp tuổi hợi mẹo mão. Sau khi đăng tải vài thông tin bên lề về bộ phim Squid Game đình đám, chúng tôi nhận được các ý kiến thắc mắc rằng chưa có người yêu có nên xem phim này không. Thì đây, hôm nay chúng tôi xin review cho các bạn nội dung phim rất hay, rất chất lượng cho người độc thân mang tên Wi Ha-jun. Anh sinh năm 1991, cung sư tử dịu dàng ấm áp, đặc biệt chưa có người yêu nhé chị em tranh thủ. Anh này đóng vai cảnh sát trong phim, dù hơi nhanh nhẹo nhưng cũng đủ làm chúng tôi nhớ mãi sống mũi cao lượn sóng của anh. Trong phim anh hơi tin người ngu ngốc thôi chứ ngoài đời anh cũng thế. Trước đây anh đã tham gia một số bộ phim rồi nhưng đến phim này nội dung đẹp trai mới bùng nổ. Đặc biệt, càng đi sâu tìm hiểu, tôi phát hiện ra anh có 8 múi bụng nên chúng tôi càng thích anh hơn. Hề hề hề, tự tưởng tượng đi nha múi của anh đó. Thật ra tuổi tôi và anh rất hợp nhau nhưng rất tiếc anh chỉ là người đến sau thôi. Đúng người nhưng lại sai thời điểm. Tôi đã có chồng yêu Lee Min Ho mất rồi, đành nhường lại cho các bạn đấy. Bạn nào tuổi hợi mẹo mão xin hãy nhanh chân vì mặt hàng này có thể sold out bất cứ lúc nào.